tin Vatican, chương trình tuần thánh tại Roma năm 2021. Theo tin radio Việt Nam Asia ngày 23 tháng 3 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô chuẩn bị cử hành tuần thánh lần thứ hai tại Roma trong tình trạng giới nghiêm vì đại dịch Covid-19. Thông cáo các cử hành tuần thánh đã được văn phòng báo chí tòa thánh công bố chính thức vào ngày 23 tháng 3 năm 2021. Chủ nhật lễ lá, ngày 28 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ 30 tại bàn thờ ngay tòa. Trong khu vực phía đầu đền thờ Thánh Phaero, thánh lễ sáng thứ năm tuần thánh lúc 10 giờ cũng tại khu vực bàn thờ ngay tòa do Đức Thánh Cha chủ sự và lễ chiều thứ năm tuần thánh lúc 18 giờ do Đức Hồng Y Giovanni Patita Pre, niên trưởng Hồng Y đoàn chủ sự và không có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Thứ sáu tuần thánh, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu lúc 18 giờ chiều tại đền thờ Thánh Phêrô. 3 giờ sau đó, ngài chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể vào lúc 21 giờ tối tại quảng trường Thánh Phêrô và được truyền đi qua hệ thống truyền hình thế giới Mondovisione. Các bài tưởng niệm trong đàn thánh giá này do một nhóm các hướng đạo sinh công giáo thuộc đoàn Folino miền Umbria, Trung Italia và giáo sứ các thánh tử đạo Uganda soạn. Cái nhìn của các trẻ em và thiếu niên sẽ là những lời đơn sơ và trực tiếp, ý thức trọn vẹn về ý nghĩa, sự kỳ thị và hạ nhục cũng như công lý và liên đới. Đoàn hướng đạo sinh Folino gồm 21 huynh trưởng và 145 người trẻ nam nữ từ 9 đến 19 tuổi. Trong khi đó, các xứ của các thánh tử đạo Uganda có 500 em thiếu nhi tham dự các lớp giáo lý xưng tội lần đầu tiên và thêm sức, cũng góp phần vào việc soạn các bài suy niệm. Thứ Bảy tuần thánh, ngày 3 tháng 4, lễ vọng phục sinh sẽ được Đức Thánh Cha cử hành tại bàn thờ ngai tòa trong đền thánh Phaero lúc 19 giờ 30 tối. Và sáng hôm sau, ngày 4 tháng 4, Chúa Nhật phục sinh Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ phục sinh lúc 10 giờ sáng, với phép lành kèm theo ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Trưa thứ hai phục sinh, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh truyền tin trực tuyến từ Thư viện trong dinh tông tòa. Mặc dù vaccine đã được phổ biến rộng rãi trên thế giới, nhưng tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cách tích cực hơn để việc tôn thờ Chúa có thể diễn ra một cách bình thường.